vậy đó. Chè với cái kìa. Ê, không lấy cái bị. Bị chi nữa hả? Ai không có gì lấy cái bọc này nè, đựng đồ. Đồ bọc đó là để đựng dơm giác rồi đó. Không có bọc. Muốn hước. Hôm nay sao giờ cắn quái quá đâu. Tôi rồi này. Điện này là điện Minh Châu đó. Này là gì em? Điện Minh Châu. Ừ. Như cái mấy nhà vậy đó. Điện Minh Châu. Cái điện chỗ người ta ở, người ta tu hiền rồi chứ không gì. Minh Châu. Mưa xong gầm gầm với cha. Mưa nó đẩy rồi. Mưa tối hơn mưa sáng cho con đi, giờ này cho con đi giết giác nữa đi. Cái này là chỗ nào? Điện Minh Châu. Điện Minh Châu. Dạ. Chỗ mình mua. Hết pin rồi. Còn có 600 pin nè. Con áo mưa quay luôn. Phải ra chào luôn. Chào bạn à. Mày đi vô dưới lên đưa hương hả? Quê rộng hay là ông chưa nè. Không, nó còn nhiều điện lắm, bỏ bớt nhiều lắm. Rồi. Rồi bà con cũng đi, đây ta đến đây để mà giếng cái điện Minh Châu này nha, ta làm lễ cái chỗ mà các mà người tu hành tới đây ta cũng tạm ở đây để người ta cúng ở đây. À. Giờ mình đây tới kính viếng vậy mà anh ba là đọc à, vậy luôn đi xá cái quay vô. Xá ba xá. Giờ quay vô trong. Hả? Mình ngoài này đứng đi. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật, Nam mô thập phương pháp, Nam mô thập phương tăng. Nam mô Phật tổ Phật thầy Quan Thượng Nặng Đại Thần Chư Quan Thượng Thần Chư Vị Sơn Thần. Chư vị năm non mọi núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 13/6 năm Bính Thân. Phái đoàn chúng con từ An Giang và Đồng Tháp đồng trở về đây xin cúng giếng. Để nhờ ơn trên cũng gia hộ cho đoàn chúng con khi đi trở về gặp nhiều điều may mắn tay qua nạn khỏi và lo trở về lo phát tâm tu hành tinh tấn cho đến ngày long qua khai mở đồng có mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Mãi qua đi mà chúng tặng chân chân luôn. Rồi trở lại im. Khoan chưa. Giờ trở lại im đi đặng mà ai đứng thì đứng thì xá, còn ai quỳ lại được cứ quỳ lại. Giờ xây ra hướng bằng thiên xá. Xây ra hướng bằng thiên xá đi. Xây ra ngoài xá ba xá đi. Để Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thôi cũng dưới này cũng được, còn ai muốn lên trển đó thì lên. Lên rồi có muốn à. Chính chứ. Trời ơi, ở đây là khu du lịch Suối Vàng, Suối Bạc. Cái này chúng ta ở đây coi như là miễn phí, không có tốn tiền. Việt Nam. Đứng chỉ tay chỉ vô nè, đó vậy đó. Thank you.
đứng đó đi. Cái bạn đi đâu mà đông vui dữ thế? Đi vô suối vàng bạc à. Lớp lớp thấy không? Đại không? Dạ. Không? Dạ. Dạ lớp lớp. Dạ đâu? Không có. Không có. Bye bye đi dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là chúng ta ở tại điểm tam quan là đi xuống đường Trung Tò. Đường này xuống chút nữa còn tới một chòm ngôi mộ cũng như cái nghĩa trang nhỏ vậy đó. Rồi mới ta mới lại Trung Tò. Gần rồi. Năm đi mất tiêu rồi. Đi mà trước rồi. Thành Linh kìa. Đi trước rồi. Đi quỷ sách gì giải quả căng lắm không mau. Đây là đường xuống đâu vậy chú? Đây đường đi xuống chúng ta. Sát bên rồi. Anh em mình đi đừng có giơ cái tay. Giơ cái tay nào mà đi ngoài đường thì chơi. Cần lỡ chỗ mã mồ, chỗ cung kính đừng có giơ tay. Anh giơ tay. Chúng ta còn đi đâu nữa không anh? Chúng ta đó lại. Con cúng xong thì ở sao còn cúng nữa, không lẽ con thỉnh được. Cúng ai?
giá cô bác cây sao tỉnh nào trà hàng. Có lòng một tiếng ngon, tiếng sao chả con hai anh quẩy là bá bảy theo quá hay rồi. Đừng anh xách đồ, anh đâu có xách, anh quẩy bá bảy đi không à. Ngày hôm qua đi đây chỉ thấy cái mình anh cầu lạ hơn ai chơi đậu nó bảo hiểm gì nó trong nó ngoài lắm. Tới hả? Rồi tới chung tòa cho em tới. Chẳng tới rồi, qua, qua chờ mộ nữa là tới rồi. Dạ anh em ơi, tới rồi anh em ơi, cố gắng lên. Ông bánh chút rồi ha. À, cái cảnh này là cái cảnh chung tòa, đi đến đây thì xưa giờ thì nói đây là chung tòa cho nên là anh em tôi đến đây cũng kêu đây là chung tòa đó. Cái tượng mà chúng ta quay gợi thấy đó là cái tượng của ông Cửu Đa đó. Rồi trước tiền thiết là ông tu đắc bảo ở đây. Chắp tay trắng tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tâm. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Lãnh Đại Thần Quan Thượng Thần Chi Diệu Sơn Thần Chi Diệu Năm Luân Đại Nguyện Đạo Minh Minh. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm Bính Thân, phái đoàn chúng tôi từ Đồng Tháp Tam Giang đồng trở về đây cúng viếng ngôi là thờ Trung Tòa. Trung Tòa là trước kia là ông tử ông tu đắc đạo nơi đây. Vì chúng con cũng thành tâm đảnh lễ và cầu nguyện lên trên cho phái đoàn chúng con đi được gặp nhiều may mắn tay qua nạn khỏi và khi trở về để tu hành phát tâm tu hành tinh tấn cho đến ngày long qua khai mở đồng có mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa ai đại diện một hai người gì đó đó. Rồi rồi, 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 ta vậy thôi. Tên bỏ dép ngoài nha. Chia chân hương ra. Giờ chạy xuống dưới. Đúng nó luôn đi. Đúng nó luôn đi. Tỉnh lại. Đứng nó tỉnh lại luôn. Còn tỉnh lại. Tỉnh Nam Mô Di Đà Phật. Còn tỉnh lại. Tỉnh Nam Mô Di Đà Phật. Quay sao xá bà xá. Quay sao đi. Xá ba xá.
quay về chính điện xá ba xá nữa. Rồi xin mời cô bác tự tiện nghỉ rồi cơm nước tắm rửa đi. Đây là chung tòa đó. Dạ đây là chung tòa đó. Đây anh em nghỉ đi, giờ tới đây là đáo lợi đó. Mấy giờ ta? Mấy giờ đặng mình biết nữa, tranh thủ về nha. Rồi đây là quá đẹp. Vậy đi, đứng ở vậy đi. Đứng ở vậy đi. Đó, ở đây là trong đó là cái chung tòa và trước cái đền thờ của chung tòa đây. Rồi, được rồi đó bà con. Mát vẻ gì đâu. Rồi, xong sáng cái coi cái lịch sử nè, xong rồi đó. Rồi, đây là kỷ niệm ở chung tòa đây. À. Đây là mấy anh em quay cái cảnh chung tòa đây để là kỷ niệm ở núi Tà Lân đây. Rồi kính lễ xá trước cái đi. Rồi vậy là tốt quá. Rồi quy rút. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chí Quang Thượng Thần Chí Diệu Sơn Thần Chí Diệu Lâm Lan Đại Núi. Cảm ơn chứng minh nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dữ theo mấy ngày tu hành theo Phật đạo. Xá đứng lên. Xá đứng lên đọc tiếp. Quy ngũ nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Khoan đi nè, nè bắt đầu đọc lại nè, đọc lại. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nhất nguyện cầu. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội thượng Phật từ bi Phật vương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhất nguyện cầu của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ được giảng tu sư. Nam mô tứ nguyện cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu phật tổ phật thầy từ bi xá tội đệ tử thiên tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đất đạo quả. Ta quỳ xuống bốn lại. Quỳ bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. Cho ông lượt đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đủ mời đứng lên. Cả ba xá. Rồi vậy là xong. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô. Chắp tay xá bà xá. Quỳ xuống. Đọc bài quy y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng.
Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Xá một xá, đứng lên, chắp tay vào ngực, đọc tiếp. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội, Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Của Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đại Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Chí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Lại bốn lại. Rồi xá ba xá. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi xong. Rồi toàn thể quý vị đồng lễ xá ba xá. Liên đồng quy. Nó không nghe bên trong nó rất là nghĩ đây đó 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 đó. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Hữu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Pháp Tôn Đại Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện đại hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy thế mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, nhà mời quý vị đồng đứng lên. Và là chá một chá đồng chắc tay vào ngực đồng tiếp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Chủ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Chí Huệ Thông Minh Gia Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá và đồng quỳ lại bước lại. Đồng đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Đúng lại nó xong rồi, còn phải quý vị đồng đứng lên. Đồng lễ xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Năm lên chở anh Năm. Anh lên đứng, anh lên đứng. Anh em chúng tôi đã cúng ở trong tòa xong, làm lễ xong, đến cái trước gặp cái chân tòa để tắm. Mấy em tắm mà lại đây la giỡn quá, đừng có la giỡn, tắm tự nhiên đi.
trang sống đi. Thôi đây được rồi, tao quay đó vừa làm vừa làm. Ở đây này, ngồi khắp này đi. Ừ, đã có chảnh đi, chút khớp chảnh nữa. Giờ nó quay đi nha. Không có, ở đây giờ đây đi, đi đi. Đi ngay lên đường đi. Bị trên này đi sau lận, bị trên đi sau. Bị dưới đi trước đi. Bị dưới đi trước đi. Nữ người ta đi trước đi, nam đi sau. Nam đi sau có nữ này kia dắt mày đi yếu rồi, còn nam mình nó sao tiếp. Nam trả lại. À, hiện bây giờ anh em đã cúng viếng trung tòa xong, bây giờ là chở xuống núi lại. Làm sao không? Đừng bẻ. Bẻ nó nhọn cũng cãi nữa rồi nè. Tôi sẽ có mà. Đi về luôn nha. Dạ 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 đi đi. Cho người ta đi đi, mình không thắng sao? Bà cha bắt đầu này cha, đi đây. Chưa. Cho người ta đi trước đi, nó lên đây nó chậm dữ lắm. Con này treo đi về nữa hả? Ngủ ở lại á. Ngủ ở lại.
mình không có tiền giấy đó, không có tiền giấy thì đó tiền giấy đi nữa. Cà phê 10.000 à, cà phê phải sửa 10.000, cái nóng 10.000 đủ không? Con đâu ra? Dạ, một cơm. Con đó, con Dung rồi. Rồi cái hộp, lấy cái hộp đấy rồi. Cái hộp mất chi ổ không? Không, cái này. Rồi đi đi. Giờ đi, tiếp tục đi đi, tiếp tục đi đi. Rồi đi 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 đi, tiếp tục mình đi đi, đi đi. Đi lên trước đi. Anh em mình lên hết đi. Lên đi lên theo. Anh coi. Tôi vẽ nè. Có máu. Tôi vẽ là tôi sức khỏe. Giờ nó qua anh Tư, anh quay không nằm nó kìa anh Tư. Quay nằm nó mới đẹp. Không có chân ngã. Nào đây là cô mập tệ nhất hơn ai. Mập mập này nè, có tệ nhất hơn ai chứ không? Thông cảm nó đi. Ngáp rồi. Sơn nè, Sơn Trúc, Sơn ơi, Trúc lại mày xách cái sách cho vợ mày, nàng vợ mày xách tiếp cái chữa chị ba anh Trúc cho tao. Không, không, để đi, để đi, để đi, để đi. Lên đây thì khỏe rồi, để mấy nhỏ xách cho. Trời ơi, già đó, già hát. Dạ đó, dạ háp, đừng có lo dạ đó. Nhớ cây tôi đưa cho nó dễ mà không không. Dạ chở củi đó, nhớ dạ chở củi không. Dạ này háp không có sao. Nè nè nè. Dạ. Thôi bây giờ muốn ông nào muốn cho đẹp bò xuống dưới đi, trở lên quay lại. Lấp đi. Ừ. Lấp bò xuống đi rồi tao quay lại coi để phân bì. Để phân bì mấy ông sao rồi biết ông nào bò mày dưới đi. Nãy tao mấy đơn dịp cái bò tao quay mày đâu. Trình bên, trình bên nó lấy cái mặt. Nó bò trùng đó. Nhớ bột đồ mình nghe được. Lấy chiếc đầu. Cho anh em ta nghỉ chút đi đi. Mày lại chiếc đầu. Mày lại luôn buồn luôn. Xe băng. Còn đâu mất quá. Đó mạng nữa à. Mạng tầm. Mày đi gần trước. Đó mạng. Đó lâu ngọc nữa nè. Nè đánh đây nè. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Chưa, ngồi xa hơn chút đi. Hỏi nào mà có còn ai nữa không? Sơn lại trước chú vợ mày nó chia đồ ra. Đi rồi, đi rồi. Đi đi. Ăn cho ta ngồi chút đi, quay chút đi. Đi ông là cha hả? Cái gì? Giờ mình khỏe mình đi ông thêm đâu. Tao chơi mà chấp hả? Mình ăn không để đây đâu hết rồi. Thằng ấy đâu rồi trời. Chờ đi đi đi, ai đi trước đi đi. Dạ tôi đi nghỉ trước rồi, nó khỏe rồi. Má đi đi, má khỏe đi đi. Mày đi trước đi. Nhắm đi trước tới ngã ba, ngã tư gì không biết cái làm ơn ngừng lại. Mày đi đi. Đi nhanh đi, đi trước. Thôi đi đi. Ở đi em đi được không luôn đi. Được được. Tao quẩy được rồi. Đi đi được không luôn đi. Di đạp phải quẩy được thì cứ dịp đi đi. Thôi để chị ba đi đi. Chị ba đi đi để nó quẩy cho. Được, tôi biết được, tôi gỡ nó. Chị đi cứ đi đi. Rồi chị đi đi. Máy mới kéo. Đi được coi. Nè. Chuyện có được nằm đây kìa. Ông không có sách cái gì nhưng mà bướng ông lực luôn nè. Đực đuối thiệt. Đực đuối. Nó đang đực tại. Không có quá lại không. Không có quá lại. Chứ không có thể. Nhóng nhóng dưới bà thêm tư nào đi sao đi được không? Ờ đó đi. Đi đi mày đi trước đi. Tao ở sao với vợ tao rồi đuối lắm. Đó đi sao đi. Tao đi. Chứ đi hả? Còn. Đi đi đi. Đứng ở đây tao quay luôn nha. Dỡ cái nón, mấy cái nón mặt ra cho nó đẹp chút thôi cái gì mà. Lên đây mà đậu nón giao thông được không? Ừ.
Ở từ nay cái xe mấy chục triệu xuống mắt, một cỡ mắt, mắt nó. Tao đậu chỗ ấy tao quên, tao nực tao mới nhớ. Ai mà đi đậu chỉ cho nặng, tao có nó kia nó đi 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 bà con đi tới để tôi với đực với đồ này đi sau cho. Nhớ thì tao máng chỗ cái gây mẹ đi lên á. Gì tao lấy. Rồi bà sáu rồi. Đây đây, không dám bỏ đâu. À, quay vô bà sáu rồi. Quay bà sáu nè. Rồi bắt đầu bà sáu đi đi, giờ theo, đó tiếp tục theo. Nhớ là anh gom thì ngủ 70. Đi. Món gì cho nó mát. Tôi là tham quan núi Cà Lơn trở về ngủ tại núi Kim Cương. Thì cái núi Kim Cương này là ở trong nó có những cái hang động Kim Cương, thì anh em ngủ thức dậy đây để ra đứng trước cửa quay để một khúc phim để làm kỷ niệm. Ông quay sao nữa, cắt chụp hình luôn á bác ơi. Quay cắt chụp hình luôn á, cứ đứng đứng đây đi, đứng đây đứng đi, tôi cắt chụp hình nguyên cái bao này cho ông coi. Lấy hết luôn đi, đứng đi vậy đi. Hai người dẫn qua miền. Nghe chị Sáu nó là sao? Chị Sáu là chị Sáu ở Hiệp Sương à. Về nó thêm, về nó thêm. Đó. Bây giờ con rể rồi. Ghép may may phụ đầu nha bác ơi. Lâu lâu mới được lên pin ra mà. Cái này là cái rồi còn mấy cái con mới lợi đây đợi đi đi cắt chưa lấy xác cho mua rồi lấy đi. Ngoài vừa lấy khúc tao hết tiền hả? Hết rồi. Chụp mời luôn ơi. Có cái cảnh đi vô gì coi mới được mà. Đi vô vô ngay giữa luôn. Đi đi ra quay vô hết trơn rồi đó. Đi dạy vô đi. Đi nhiều sao không đi tới lẹ lẹ tới tao quay đây hết luôn.
xương. Có lẩu chấm à? Đi qua đây nè. Mấy anh đi tham quan, mấy anh đi tự nhiên, vừa đi vừa coi tự nhiên đi. Đi vòng tròn hết đi. Đâu có cũng được càng nhanh lắm. Tôi ngủ rồi nó chổng rồi. Ờ vậy đó. Ờ vậy. Đi đâu rồi đi lên núi rồi. Đừng có dội ngay cái mặt. Không đừng có dội ngay cái mặt, không dội trên này nè. Đó. Ờ rồi trời, gió vậy là đẹp hết trơn rồi, đẹp hết rồi đó. Dội trên không đi tôi. Sao được. Dội ở trên không đi. Dội ở trên, dội trên nó chá xuống, nó dạ xuống. Ở hai em này nè. Mình dạ vốn. Mình dạ vốn. Ở cái cặp. Ê vậy đi, ê vậy đi. Như hình này được rồi nè. Không, hết rồi. Ờ đi vậy đó, đi về đi. Yeah.
thích hôm nay mà biểu chị, biểu chị Sáu rồi nói bên đây ở lại qua bên kia, chị Sáu chị Ba với vợ tôi ở lại qua đứng bên kia quay bên kia thế, đừng có qua tay vậy con. Tới đây tới đây ờ. Giờ anh xem cái gì bên kia. Trúng bộ rồi đó. Trúng bộ rồi đó. Quay ra xá bốn xá. Giữa cao hai bên là. Quay ra xá bốn xá. Đó vậy mình nữa hai đó bên đó làm chạy không? Hai bên cao Vũ Dũng rồi lại. Rồi quay vô trong lại bốn lại. Bà hướng nhận vậy tới mấy ông cũng bị vậy đó nha. Ừ. Bắt trước vậy đi. Nếu không được cũng bay không, cứ bay lên bay lên. Bay hết rồi, cái máy gì hết hả? Máy này chứ không lợi rồi. Rồi đây đây tao mình vô là anh sao anh ba ơi, vô đây đẹp lắm anh ba. Còn yêu quá em mà. Mắt thảm ơi. Đang đi chứ bà. Đó đang đang quay phim á. Chúc đi chúc các bà giờ đi ra tự động đi ra cửa này. Tự động xuống đi ra đi. Tự động đi ra ra đây à. Nó tự động đi ra đi. Ghép đầu lấy đó. Tự động đi ra đi. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn trời Phật. Cảm ơn cô Sáu nha. Rồi rồi. Khoan để tôi lấy cái. Không nói là không nói nhưng mà cái bụng đó. Nói cái bụng đó. Rồi ăn không? Không nói vậy. Rồi quay vô ngày 46. Rồi kính lễ xong đi ra. Đi ra đây nè. Đó đi ra. Rồi vậy là tới đây là cuối cùng cái điểm tham quan núi Tà Lan đó. Núi Kim Cương. Núi Kim Cương, đây là điểm núi Kim Cương. Rồi cuối cùng núi Kim Cương. Đây là đoàn anh em đó là giếng núi Kim Cương tới đây là rửa sạn đi về. Mày trở lại đi Tâm. Tao ghét mày cái cảnh này cực kỳ lắm, mày trở lại cái nữa đi. Trở lại chút nào đi. Đó đi, khoan. Tao ghét với cái cảnh này nè, đó đi được rồi.